Bảo Hiếu xin được gửi lời chào tới những người bạn chung niềm đam mê. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, chia sẻ, tìm hiểu sâu hơn về một cái công việc trong cuộc sống. Đấy, mà công việc này trong suy nghĩ của rất nhiều người thì đó là một cái công việc kiếm được rất nhiều tiền. Đấy, hay nhiều người còn nói là hái ra tiền đấy. Khi tôi nói tới đây thì có lẽ là nhiều bạn cũng tò mò, cũng thắc mắc rằng công việc đó là gì vậy? Tôi có làm được không? Đúng không ạ? Đấy, thì công việc chúng ta sẽ cùng giao lưu chia sẻ trong ngày hôm nay đó chính là công việc sản xuất, chế tác nhạc cụ, hay nói chính xác hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn, đó là việc sản xuất và đưa ra thị trường những cái cây sáo như thế này các bạn nhé. Đó. Thì khi nhìn trên màn hình như thế này thì các bạn thấy rằng là một cái cây sáo rất là đơn sơ, rất là bé nhỏ, và chúng ta nghĩ rằng là nguyên liệu trúc nứa rất là dễ kiếm, rất gần gũi, rất dễ kiếm và chắc chắn là nó cũng sẽ rẻ thôi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta nghĩ như vậy. Đấy, và chúng ta thấy rằng là các cái lỗ khoét này thì cũng có cái gì là quá phức tạp đâu, đúng không ạ? Và thực tế trên YouTube thì rất nhiều người đã hướng dẫn cách làm rất chi tiết cũng như là công bố cái số đo rất là chi tiết, rất cụ thể rồi. Vậy tại sao trên thị trường giá bán vẫn đắt như vậy? 200, 300, 500, 1 triệu và hơn 1 triệu một sản phẩm. Đó. Thì những cái thông tin chúng ta vừa được tiếp cận thì chúng ta thấy rằng dễ dàng có một cái so sánh, và chúng ta cũng có những người kết luận luôn rằng những người làm sáo thực sự là họ lãi rất nhiều và họ rất giàu có, đúng không ạ? Nhưng thực tế có phải như vậy không? Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái câu chuyện đằng sau những cái con số dễ thấy vừa rồi, để chúng ta xem là những cái đơn vị sản xuất sáo đấy, họ phải đầu tư những cái gì, đầu tư có nhiều không, họ gặp những cái khó khăn gì trong cái công việc của mình. Đấy, và sau khi cân đối cái thu chi thì họ có thực sự lãi lớn như chúng ta nghĩ không, đúng không ạ? Để chúng ta có được một cái nhìn nhận thực tế và cái đánh giá khách quan hơn về cái công việc này các bạn nhé. Đó. Và để có được những cái chia sẻ này với các bạn thì cũng xin nói thêm đó là mình gắn bó và đam mê cây sáo đến nay là cũng được 10 năm rồi. Và những ngày đầu đương nhiên là đến với cây sáo thì mình cần phải mua một cây, đúng không ạ? Và lúc đó là tâm lý của một khách hàng đấy, thì mình cũng thấy rằng là một cái sản phẩm đơn giản như thế này tại sao giá lại đắt như vậy? Đó là suy nghĩ của một khách hàng. Thế còn các khoảng thời gian sau thì mình cũng đã có một khoảng thời gian làm phụ tại một cái xưởng sản xuất sáo, tức là công việc chuyên là làm phụ thôi, đánh giáp sản phẩm các cái lỗ này, làm bóng sản phẩm, dán tem sản phẩm. Một khoảng thời gian sau nữa thì cũng làm mà về kinh doanh, nhân viên kinh doanh, rồi thì sau là trưởng phòng kinh doanh của một công ty chuyên buôn bán về nhạc cụ, trong đó có sáo trúc. Và cũng đã có một thời là chịu trách nhiệm chính về là test tất cả các sản phẩm đầu ra về sáo, các loại sáo của một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh về sáo. Đấy, và hiện tại thì công việc của mình là dạy sáo trúc online. Đấy, và cũng có những cái khoảng thời gian mà dành để có thể là sản xuất những cái cây sáo để đáp ứng nhu cầu của các bạn học viên. Đấy, và những người bạn chung niềm đam mê khác. Đấy, thì qua tất cả những cái trải nghiệm của mình là từ sản xuất cũng có này, kinh doanh cũng có này, test sản phẩm cũng có, và là khách hàng cũng có, thì các bạn thấy rằng là mình nghĩ rằng những cái mình chia sẻ nó khá là đầy đủ. Đấy, về cái việc sản xuất sáo. Đấy, để các bạn hiểu rõ hơn về cái công việc này các bạn nhé. Đấy, thì cụ thể họ phải đầu tư những cái gì? Đấy, thì thứ nhất là về nguyên liệu, thì rất nhiều người không chơi về sáo thì chúng ta nghĩ rằng một cái ống nứa như thế này có lẽ người ta nghĩ là 2.000 đến 5.000 một ống thôi, đúng không ạ? Nhưng thực tế không phải như vậy. Đấy, thì giá nguyên liệu hiện tại là tháng 2 năm 2020, ở cái thời điểm hiện tại thì có hai cái dòng nguyên liệu là nứa Nam và nứa Bắc. Thì nứa Nam hiện tại thì nó vào khoảng là 25 cho đến 50.000, là trong khoảng đấy, là nó cũng các cái loại là trung bình rồi thì tốt dần lên đấy. Đấy, 25 đến 50.000 một cái ống này các bạn nhé. Đấy. Đấy, còn nứa Bắc đấy, là cái mỏng nứa mà có lẽ là nhiều người săn đón hơn, thì mình thấy rằng là cái giá nó vào khoảng là 35 đấy, cho đến 70.000 đấy, và cũng là cứ cái loại trung bình thì tốt dần lên đấy. Và có những cái cây đấy, có những cái ống đấy, là 100.000, trên 100.000 cũng có. Đấy, đương nhiên là ít thôi nhưng mà cũng có các bạn nhé, để các bạn thấy rằng thứ nhất là về mặt nguyên liệu cũng đã rất là đắt rồi. Đấy, rất là đắt rồi. Cái thứ hai là không phải các bạn mua là được luôn đâu, các bạn mua về chúng ta phải chịu phí vận chuyển nữa, đúng không ạ? Thêm một khoản phí vận chuyển. Và khi mua về thì chính bản thân mình này mua về xong rồi chúng ta bảo quản nguyên liệu. Đấy, nhưng mà có thể mua nhiều về xong cứ để. Thực tế là hiện tại ngày đầu sản xuất thì là mua 200 ống, 100 ống nứa Nam, 100 ống nứa Bắc, và hiện tại để ngoài kia vẫn còn thừa rất nhiều và không làm được nữa. Lý do là trong quá trình mà để lâu ấy, thì những cái cây nứa này người ta uốn thì nó bị tác động thời tiết, nắng mưa, dẫn đến cái việc là thời tiết thay đổi, nắng nóng đấy, cũng như có lúc thời tiết lạnh thì nó co ngót, dẫn tới là nó lại bị cong đấy. Và đương nhiên là cong không làm nữa rồi, bây giờ nó cong vừa thì còn uốn nắn được, nhưng nó cong quá thì không thể nào sản xuất và không thể nào uốn nắn được. Đấy là những cái ống đấy bỏ đi, hoặc là cứ chọn những ống nào cảm thấy tốt thì làm trước, thích thì làm trước, sau đó thì còn những cái ống nó mỏng quá hoặc là nó không còn được ưng ý, móp những cái đầu đi. Đấy, gọi là hao hụt về mặt nguyên liệu trong quá trình bảo quản đấy, thì nó cũng mất rất là nhiều. Đấy. Rồi thì về cái phương tiện đấy, để làm thì các bạn thấy là phải đầu tư là máy khoan này, máy mài giáp hai đầu này, đúng không ạ? Đấy. Nếu mà sản xuất nhỏ thì có thể xin được cái mẩu giấy giáp để các lỗ này, nhưng mà sản xuất lớn thì phải mua rất nhiều giấy giáp, đúng không ạ? Đấy, còn cái dao để khoét để mổ các cái lỗ này, đấy, cũng là những khoản đầu tư. Rồi máy đo, đấy, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Còn tiếp theo nữa là khi làm xong sản phẩm này thì không phải cứ làm xong là bán được đâu các bạn. Đấy, làm xong rồi còn đo còn test, không được thì không dám đưa ra thị trường. Đấy, kể cả những cái sản phẩm mà đôi khi chuẩn âm nhưng mà một hai cái đường dao mà chưa thực sự tập trung thôi thì không dám đưa ra thị trường, bởi vì là mình đưa ra sản phẩm mà âm thì được, nhưng mà đôi khi âm thì có những người ta lại không cảm nhận được về âm đâu. Đấy, thế nên người ta cứ quan trọng hình thức trước. Tôi thấy hình thức không ổn thì tôi không giới thiệu bạn bè tôi, và đương nhiên là cái người sản xuất đó không bán được. Đấy, thế nên là tại sao có nhiều người sản xuất ra những cái sản phẩm mà họ thấy không ổn và họ đốt đi, họ hủy đi, họ không cho, không tặng. Nó lý do là như vậy các bạn ạ. Bởi vì đôi khi là cho là tốt, thế nhưng mà thực tế là cái người được cho đấy họ có trân trọng không? Đấy, và đôi khi là họ lại nhìn nhận khác về sản phẩm của chúng ta, và họ giới thiệu với bạn bè, và đương nhiên là tự nhiên là tốt nhưng lại sau này lại mất khách, đúng không ạ? Đấy, câu chuyện rất thực tế nó là như vậy. Nên là đôi khi là sản xuất ra đẹp cả hình thức rồi, được hình thức đẹp rồi, nhưng âm thanh test không được thì cũng không dám bán. Đấy, nên là không phải là cứ làm là được, đấy, và bán được đâu các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo nữa cũng có những cái sản phẩm sau khi làm xong rồi đấy, mà để lâu đấy, mà không bán được thì nó cũng lại bị cong keo và lâu ngày nhìn lại không dám bán nữa đấy, đúng không ạ? Thế nên là rất nhiều vấn đề dẫn đến cái hao mòn, kể cả từ nguyên liệu cho đến sản xuất đấy. Rồi tiếp theo nữa là để bán được sản phẩm thì các bạn thấy rằng là bây giờ có quá nhiều đơn vị cạnh tranh, thì những cái nhà sản xuất này họ lại còn phải làm cái chi phí quảng cáo nữa đấy. Quảng cáo chạy Facebook, đúng không ạ? Chạy YouTube, Google đấy. Đấy, phải mất tiền để quảng cáo. Đấy, cũng là một khoản chi phí. Đấy. Thế còn để bán được cái sản phẩm đến tay khách hàng thì các bạn thấy rằng chi phí vận chuyển đây là một khoản chi phí rất là lớn các bạn. Đấy, chi phí vận chuyển tức là phí ship. Hiện tại nếu mà một cái cây sáo như này, đấy, các bạn không phải gửi được nguyên cây sáo như này đâu, đúng không ạ? Chúng ta còn phải cho vào một cái ống nhựa, ống 27 đấy, đúng không ạ? Đây cũng có cái ống này các bạn thấy, ống 27 đấy. Đấy, và kèm theo nó cái sản phẩm này lại phải có túi nhung, đúng không ạ? Đấy, sản phẩm túi nhung sau đó để cho vào ống nhựa, và khi mà các bạn vận chuyển đi thì thường phí ship nhanh nhé, thì nó sẽ vào khoảng là 48.000 cho đến 55.000 đấy, trong khoảng đấy thì cứ gọi là 50 đi. Đấy, một cái sản phẩm. Ừ. Khi chuyển khác tỉnh đấy. Đấy, thì còn nếu mà trong tỉnh thì nó có thể là rẻ hơn một chút. Đấy, để các bạn thấy rằng là cái chi phí thực tế nó là như vậy. Còn tại sao các cái đơn vị hầu hết họ cứ nói là phí vận chuyển là 30, thì đấy là cái mặt bằng chung thôi, và cũng như là đấy là cái phí chuyển phát chậm. Đấy, đấy. Để các bạn sẽ thấy rằng là chi phí vận chuyển nó cũng là một cái rất là lớn. Tiếp theo nữa là không phải là cứ vận chuyển là khách hàng nhận đâu, đúng không ạ? Đôi khi lại có khách hàng nợ tiền. Nợ tiền thì còn tốt, nhưng mà đôi khi là có khách hàng đặt cho vui mồm rồi bùng hàng không nhận hàng, thì khi chuyển hàng lại thêm một khoản phí nữa các bạn nhé. Đấy, phí trồng phí, rất nhiều loại phí. Đấy, thế nên là cũng nhiều anh em cứ up những cái hình ảnh vui lên là tại sao cái ông này là đi tù thì không nhận hàng, đúng không ạ? Đấy, bận việc nọ việc kia không nhận hàng, gọi là đặt cho vui mồm chẳng hạn. Đấy, thì mọi người cứ đăng lên nó vui, nhưng đó là câu chuyện rất thực tế. Đấy, bạn nào bán hàng thì sẽ biết những cái câu chuyện là thực tế như vậy. Đấy, thế còn đối với những cái đơn vị sản xuất lớn ấy, thì các bạn thấy rằng là muốn sản xuất lớn thì họ lại phải thuê nhân công. Đấy, làm ra được nhiều sản phẩm nhưng mà tôi lại nuôi nhiều nhân viên, đúng không ạ? Đấy, từ nhân viên sản xuất, đấy, rồi thì nhân viên bán hàng, rồi thì nhân viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng, đấy, rất là nhiều nhân viên. Đấy. Rồi muốn mà sản xuất lớn và muốn bán được nhiều hàng thì lại phải thuê mặt bằng. Đấy, thì đó cũng là một khoản chi rất là lớn, đúng không ạ? Đấy, và tiếp nữa thì lại phải cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác, cho nên là phải làm cái chương trình khuyến mại liên tục, đúng không ạ? Bây giờ người ta khuyến mại, mình không khuyến mại mình làm sao bán được, nên là sản xuất khuyến mại, bên này khuyến mại thì bên kia phải khuyến mại. Thế nên là thực tế mình cứ nói là cây sáo này 200 300, nhưng các bạn nhìn thấy đấy, nguyên liệu cứ gọi là 50 đi. Đó. Các bạn tiếp theo là thấy cái khoản vận chuyển 50 đã là 100 rồi, đúng không ạ? Chưa kể tiền mua ống nước, tiền mua túi nhung, đấy. Chi phí ví dụ như là muốn gói hàng được thì phải gói băng dính, đúng không nào? Tiền giấy bút mực, đấy, đúng không ạ? Đấy. Rồi thì tiền thuê mặt bằng, đấy, thuê nhân công, đấy, và giảm giá cạnh tranh, đúng không ạ? Rồi tiền chạy quảng cáo nữa, thì thực ra các bạn thấy rằng nó không còn là bao nhiêu cả. Đấy, và nếu cứ sản xuất chạy theo số lượng thì chúng ta có được cái số lượng nhiều thì là nó thu lại thôi. Đấy, chứ còn nếu mà sản xuất nhỏ lẻ, và thêm nữa là các bạn thấy này, không phải ngày nào bán được sản phẩm. Đấy. Các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ thì ví dụ như mình thì không phải ngày nào bán được, mỗi ngày mà bán được thì là tốt quá, đúng không? Nhưng không phải ngày nào cũng bán được như thế. Đấy. Thế nên là làm sao sản phẩm phải thực sự chất lượng, đắn đo lắm mới dám đưa ra thị trường, để lần sau người ta còn mua, chứ nếu không mà bây giờ nhiều người sản xuất như vậy, mình bán sản phẩm không tốt ra, có một cái điều gì mình chưa thể ưng ý ra, thì lần sau mình không thể tự tin. Đấy. Khi gặp lại sản phẩm của mình, hoặc là khi khách hàng phản hồi sản phẩm, và đương nhiên là không thể có những lần sau họ mua của mình nữa, đúng không ạ? Đấy, thì vừa rồi mình cũng chia sẻ các bạn một cái câu chuyện. Đấy, vì rất nhiều cái đằng sau những cái mà các bạn nghĩ rằng là lãi rất lớn, nhưng thực tế chi phí vô cùng nhiều. Đấy. Và đến thời điểm hiện tại thì cái sự cạnh tranh nó rất là lớn rồi, và cũng có nhiều anh em làm sáo nhưng phải đi làm cả công việc khác nữa. Ví dụ như nhiều anh em làm chính bây giờ chuyên bên xây dựng, hoặc là máy móc, làm những công việc khác nữa, và họ chỉ mang tính chất là sản xuất thêm thôi. Đấy, thì để cho các bạn thấy rằng là đây là một cái công việc mà không hề như chúng ta suy nghĩ, cái chi phí nó rất nhiều, và chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nhận thực tế hơn, đánh giá khách quan hơn về công việc này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin kính chúc các bạn sức khỏe, mọi việc thuận lợi, và sẽ có nhiều thời gian dành cho cái niềm đam mê của chúng ta. Xin chào các bạn.